Một nhóm nhạc nữ được công chúng biết đến đó chính là nhóm Năm Dòng Kẻ. Hồi đấy là nhóm có cái tên là nhóm Độc Đáo Năm Dòng Kẻ. Thế nhưng mà có khi còn có ba khé lại còn thiếu Phá Sơn. Khi nhạc hiện đại khi bỏ Phá Sơn là bỏ Phá Sơn. Có cả một cái kho tàng không phải trong người mình mà nhà mình. Gần đây thì có ra một cái đĩa đó là về nhạc jazz. Giàng Son ra mắt cái CD Bóng Tối Jazz năm 2015. Thà vào mọi điều vô nghĩa. Chào bà nhạc sĩ Giáng Son. Chào Thân. Chị em mình có lẽ về một cũng về một thời gian dài chưa gặp nhau nhỉ. Đúng sau rồi. Cái chương trình hôm giám khảo cho cái giọng hát hay của trường đại học xây dựng nhỉ. Đúng rồi. 2 tháng nhỉ. Cũng mấy tháng rồi. Mấy tháng đấy. Và rất nhiều các dự án mà CG đã mời chị tham gia cái chương trình như là CG Festival này, rồi là tham gia các cái chương trình khởi động của CG này. Như vậy là chị em đã gắn bó với nhau cũng khá là lâu. Phải đến 10 năm rồi đấy. Gắn bó với các sự kiện. Rất là tiếc vì năm nay CG lại không có cái cuộc thi dành cho các đúng cháu rồi. Và vì là các cháu mà Giáng Son dạy đàn thì vẫn cứ hỏi là năm nay có cuộc thi không để được tham gia. Nên bảo là đành chắc là năm nay không tổ chức thì đành phải hẹn năm sau. Đấy thì hẹn các cháu năm sau vậy vì các cháu rất là thích tham gia chương trình đó. Chắc chắn là CG sẽ mời Giáng Son phụ trách tiếp cái mảng nhạc pop, CG pop. Rất là vui. Cái chương trình mà chị đang hoạt động ở lĩnh vực của mình đúng với âm nhạc ở đấy. Hôm nay mới được sang nhà của nhạc sĩ cũng là một cái cơ hội để ngồi chị em mình nói chuyện. Đúng rồi. Có khi ngồi quán cà phê chị em mình toàn nói chuyện những cái chuyện lâu dài về đủ thứ chuyện của cuộc sống. Đúng rồi. Trước khi lại chả phải có chuyện gì nói về công việc cả. Đúng chính rồi. Cái công việc lại người hai làm người với nhau thì lại ngồi lại không nói chuyện về nghề với nhau mấy. Đúng. Bởi vì thường là hai người làm nghề với nhau rồi thì nói sẽ có thể là sẽ không hay lắm. Đúng. Nhưng mà chị em mình ngồi như này có khi khán giả sẽ có cái gì đó bộc bạch về nghề của mình thì có khi khán giả sẽ có cái nhìn về từng cái lĩnh vực và từng nhạc sĩ một, từng hoạt động của mình hơn, sẽ có thể hiểu rõ hơn về cái hoạt động của mình, đúng không? Đấy thì cũng có cái cơ hội để chị em mình nói chuyện thêm sâu hơn về công việc ngoài cái lĩnh vực mà sáng tác của mình ra ấy, thì mọi người rất ít biết về mình là một nhà giáo, nhà hoạt động âm nhạc, tức là một giảng viên âm nhạc ấy. Thì đây là một cái khía cạnh mà cũng là một câu hỏi mà em rất muốn là có thể chị chia sẻ một chút về cái hoạt động giảng dạy của chị trong những năm vừa qua ấy. Giáng Son thì đã giảng dạy ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh được 16 năm. 16 năm. Tức là về trường từ 2000 từ 2000 chính thức là từ 2002. Còn một năm thực tập là 2001, tức là đã 17 năm. 17 năm. Và Giáng Son phụ trách mảng âm nhạc của khoa kịch hát dân tộc. Và khoa kịch hát dân tộc thì là dành cho những bạn thi vào khối nhạc công. Nhạc công của các lớp tuồng chèo cải lương. Và trong có một lớp nữa gọi là sáng tác và chỉ huy cho dàn nhạc dân tộc. Thì cái lớp đó thì không được tuyển sinh hàng năm mà tuyển sinh theo nhu cầu của các cái đoàn. Đấy, khi mà các thí dụ như là các bạn nhạc công mà đã lâu năm rồi các bạn muốn nâng cao lên và muốn trở thành nhạc sĩ và để chỉ huy cái dàn nhạc đấy luôn, dành cho những cái vở diễn phục vụ cho đoàn luôn. Thì các bạn sẽ muốn đi học thêm và các bạn sẽ tham gia vào cái lớp này. Thì khi mà cái lớp này được tuyển theo cái nguyện vọng của các đoàn về thì có thể là nhiều lúc là 5 năm mới tuyển một lần. Có những cái khóa 2 là những 10 năm mới tuyển một lần. Đấy. Thế thì thành ra đến bây giờ mới là khóa thứ 4. Đấy. Và cái lớp này là do chính là bố Giáng Son là nhạc sĩ Hoàng Kiều khai sinh ra cái lớp này. Và để dành cho phục vụ cho đúng nghĩa là sáng tác và chỉ huy cho dàn nhạc dân tộc và phục vụ cho các cái vở diễn luôn. Đấy, và họ sáng tác nhạc nền cho vở diễn và họ tự chỉ huy cái dàn nhạc đấy luôn. Thì đó chính là cái lớp này. Thì Giáng Son sẽ giảng dạy thêm những cái môn gọi là phương pháp sáng tác này, hòa thanh phức điệu dành cho những cái lớp đó và piano cho chỉ huy nữa. Những cái năm 2000 chẳng hạn
thì phải nói là một nhóm nhạc nữ cũng rất là tiêu biểu hay được công chúng biết đến, đó chính là cái nhóm Năm Dòng Kẻ. Và chị cũng là một trong những hạt nhân của trong cái nhóm đó. Và có rất nhiều ca khúc sáng tác cho nhóm. Có phải chị là tham gia cái đấy là cái nhóm nhạc đầu tiên sau khi mình ra trường không? Đối với Năm Dòng Kẻ thì là có cái nguồn gốc từ năm 98 là khi mà Giáng Son chuẩn bị bắt đầu tốt nghiệp Đại học Sáng tác ở Nhạc viện Hà Nội. Thì lúc đó thì được một số bạn bè thì rủ vào chợ vào thành lập nhóm. Thì hồi đấy nhóm có cái tên là nhóm Độc Đáo. Thì năm 99 đi thi liên hoan các ban nhạc sinh viên lần thứ nhất thì là nhóm được giải ba với năm ca khúc của Giáng Son. Thì Giáng Son được thêm một cái giải là sáng tác tốt nhất. Nhưng mà đến bây giờ thì sau khi Giáng Son tách ra thì các bạn ấy cũng không còn giữ 5 người nữa. Các bạn cứ bảo là cái tên vẫn là Năm Dòng Kẻ thôi, nhưng mà cũng không nhất thiết là cứ phải là đủ 5 người. Thế thành ra bây giờ các bạn lúc thì diễn 4 người, lúc thì diễn 3 người. Thế thành ra là mọi người vẫn trêu là năm Dòng Kẻ, nhưng mà có khi còn có 3 khe. Thiếu khóa son nữa. Đã lấy lại còn thiếu khóa son. Thiếu khóa son tức là cái khóa không cần thiết nữa. Vâng, đấy. Nhạc hiện đại khi bỏ khóa son. Là bỏ khóa son rồi. Chỉ cần 5 son là được. Khóa khác rồi. Khóa khác rồi. Có thể khóa pha hoặc khóa đôi gì đấy cũng được. Vâng. Thực ra thì mỗi thành viên hoặc là mỗi một cái quá trình hoạt động của mỗi nhóm ấy, nó sẽ để lại ấn tượng cho một cái thời kỳ của một cái giai đoạn của khán giả. Đúng thế. Và nó đánh được cái lan tỏa được đến cho khán giả và đã tạo ra một cái hiệu ứng, đó là nó ghi tên được trong lòng khán giả. Một cái nhóm đó là ai nhắc đến cũng nghĩ đến Năm Dòng Kẻ. Năm Dòng Kẻ là có Giáng Son và có những nghệ sĩ khác tham gia trong đó. Và nhất là cái đặc trưng của Năm Dòng Kẻ thì rất là rõ rồi. Các chị trong nhóm đi có một cái phong cách riêng, cái style riêng, cái gu âm nhạc cũng riêng, rất là hiện đại, mà cũng lại rất là dân tộc hiện đương đại nữa. Vừa dân tộc vừa đương đại nó rất là riêng. Chính vậy mà là một khán giả thì em nghĩ là rất nhiều người ấn tượng với cái nhóm của mình. Đấy thì nó theo cái sự luân chuyển của cuộc sống và của công việc, của đặc thù từng người mà. Thì đến cái giai đoạn đó thì mình có những cái chuyển biến thay đổi. Thì mình với cái công việc cá nhân của mình nó nhiều như vậy. Chị cũng những giảng dạy này. Rồi là phụ trách mà em nhớ là chị không phải là giảng dạy không, nhớ là chị còn phụ trách quản lý nữa mà. Mình đang là quản lý ở trường nữa mà cũng là một trong những gọi là sếp của trường ấy. Không, tức là cũng mới được 2 năm nay thôi đấy, thì Giáng Son là mới được gọi là lên là phó khoa đấy, thì nó cũng là một cái vị trí quản lý cũng rất là bận. Phải nói chính vì thế thành ra là Giáng Son ngày nào cũng phải đến trường là vì thế. Vì là công việc này ngoài công việc giảng dạy rồi lại còn phụ trách khoa nữa đấy. Thì công việc sinh viên thì phải nói rất là nhiều những cái việc lặt vặt đấy, thành ra là lại càng bận hơn. Thứ hai là những cái người đầu tàu mà quản lý như vậy thì thường là phải có những cái định hướng và những cái chia sẻ về những cái xây dựng những cái dự án giáo trình âm nhạc ấy, cho khoa và cho trường đó. Cũng như là cho đại diện cho cả một cái nền âm nhạc dân tộc như vậy. Và nhất là chị lại là người theo cha để tiếp nối được cái ngành lĩnh vực dân tộc như thế, thì em nghĩ rằng đó cũng là một cái mà mình theo đuổi và phát triển nó lên để nó phù hợp hơn với lại cái thời đại bây giờ. Thì không biết là chị có cái chia sẻ gì về những cái về cái định hướng cũng như là cái giáo dục âm nhạc dân tộc ấy cho những cái hơi thở thời đại mới bây giờ thì nó phù hợp được ấy. Thì nó có khác trước thời kỳ trước Có thể nói là ở khoa của Giáng Son ấy thì có thể nói là khoa duy nhất hiện nay thì là đào tạo các bạn về là tức là dân tộc xịn, tức là khoa cái khác dân tộc là dân tộc xịn chuẩn luôn đấy. Là nếu thí dụ như là khoa ở nhạc viện thì là đánh những cái tác phẩm mới. Rồi. Nhưng mà khoa của Giáng Son là toàn bộ đánh những cái lòng bản dân tộc của Trèo và Tuồng Cải Lương. Rồi. Tức là hoàn toàn là lòng bản của các cụ. Thế thành gọi là dân tộc xịn là vì thế. Rồi. Thế nhưng mà vì các bạn thì là dân tộc xịn nên thành ra khi các bạn tiếp cận với cái hơi thở hiện đại ấy, thì lại cũng là một vấn đề của các bạn đấy. Tại vì là các bạn đang bị quen rồi, quá quen rồi cái... thành ra là các bạn cái sự chuyển biến của các bạn để mà hòa nhập vào cái hơi thở hiện đại hay là những cái tiết tấu hiện đại hoặc là những cái gì để cho nó hơi thở màu sắc hơn thì là các bạn hơi gặp khó khăn. Thì Giáng Son lúc nào cũng rất là phải khuyến khích các bạn là phải cập nhật rồi mà nghe nhiều, đi xem nhiều
nhiều. Tại vì là âm nhạc là phải có cái sự thay đổi và có sự phát triển, chứ không thể nào mà vẫn cứ mãi mãi như cách đây mấy chục năm và các thứ, thì phải có những cái giọng điệu mới thế nhưng vẫn được kết hợp từ dân tộc. Thì lúc đó mới có khán giả đến nghe, đúng rồi, có khán giả và có người mua vé, đúng không? Thế là cái mà chắc là chị cũng là người đau đáu phải suy nghĩ. Em không chỉ em là một người cũng là gia đình âm nhạc mà, đúng cũng rồi. Xuất phát từ những bố là chỉ huy âm nhạc chèo và cũng chính là học trò của bác Hoàng Kiều rồi, và là thầy của thầy đấy. Thế nên là tiếp nối như vậy thì có thể có những suy nghĩ rất rất đồng cảm giống nhau. Thì chính vì vậy mà cũng là những cái suy nghĩ của em nữa, và cũng là những cái mong muốn làm sao để cái âm nhạc dân tộc phù hợp với thời đại, nó thay đổi nhưng mà nó không bị mất đi, nhưng mà nó vẫn giữ được cái nét của cái dân tộc truyền thống của mình. Đúng. Nhưng phải phù hợp với thực tế. Đúng. Và đem lại cho khán giả được hơi thở mới. Đúng. Và mong trong con người khán giả mong muốn được đi nghe những cái này, đi nghe đến và xem. Son tin rằng là họ cũng cảm thấy tự nhiên có những cái thú vị, tại vì là rõ ràng họ thấy có những cái quen và những cái lạ. Những cái lạ chính là những cái sáng tạo của nhạc sĩ đưa vào những cái quen là vẫn nhiều những cái hơi thở dân tộc, như là những cái lời du hay là những cái cung quãng mà họ đã quen thuộc rồi. Thế bây giờ nói sang cái hiện đại một chút đi, thì lại quay về cái công việc của chị đi. Tức là một người học chuyên ngành sáng tác mà. Tức là bây giờ mình có thể nói là như em nhìn chị nó giao thoa như này, tức là giống như một nhạc sĩ nhưng lại kết nối được hai vùng khác nhau. Tức là một mảng thì mình kết hợp cái dân tộc, tính dân tộc và được truyền lại từ âm nhạc gia đình. Từ bác. Thế còn một mảng nữa là mình lại được học về chuyên tu về Hàn Lâm, đó học viện âm nhạc quốc gia, tức là mình kết hợp được hai cái đó với nhau. Thế thì đó là một con người của chị đấy. Thế thì trong con người của chị như vậy thì trong cái quá trình hoạt động âm nhạc vừa rồi thì rõ ràng đã nhìn rõ được Giáng Son có những cái ca khúc rõ ràng là có dân tộc và có hiện đại trong đấy. Chị có thể nói chuyện với kể cho khán giả nghe một vài ca khúc mà chị đưa được cái tính dân tộc này và có hơi thở mới hiện đại trong đấy không? Cái này về Giáng Son cũng phải nói rõ hơn một tí. Tức là Giáng Son thì sinh ra trong một gia đình là chuyên về âm nhạc dân tộc, là bố Giáng Son là nhạc sĩ Hoàng Kiều, chuyên về nghệ thuật chèo, đặc biệt là nghệ thuật chèo. Ông nghiên cứu nhiều nhưng mà đặc biệt về nghệ thuật chèo, và cả gia đình thì đều làm nghệ thuật và đặc biệt là dân tộc đấy. Và nhưng mà riêng một mình Giáng Son thì tự nhiên là bố lại cho học piano từ 6 tuổi. Mình ra tự nhiên cảm thấy mình rất là lạc lõng trong gia đình, tự nhiên tất cả mọi người đều dân tộc, tự nhiên một mình học piano thì tự nhiên là chẳng liên quan gì, thì kiểu hồi bé là thì rất là bức xúc. Thế thành ra là cũng cứ mè nheo bố suốt là tại sao con muốn đi học chèo cơ mà, con muốn về sau thành diễn viên chèo hay cải lương gì cơ mà, tại sao mà để bắt con học piano thế này. Đấy, cô ấy viết hẳn cả cô ấy mấy bức thư rất là dài, coi như là để khẳng định là quyết tâm là không học piano đâu. Đấy, bây giờ đánh thép lắm, đánh thép lắm. Chị cần phải biết đấy. Hóa ra bây giờ như thế. Tí nữa chị cho xem mấy cái bức thư buồn cười lắm. Tức là đánh thép lắm, biết đánh thép nhất định là không chịu học piano, và công nhận là không chịu học thì rất là lười và học rất dốt. Thế xong khi mà thi vào trường thì là với bị vì điểm kém thì mới bị cô giáo mời bố mẹ lên nói chuyện. thế là nhưng mà cũng không biết làm sao. Sau cái cuộc nói chuyện đấy thì hình như là cũng có vẻ giác ngộ ra ấy. Thế là bắt đầu học piano một cách chăm chỉ, chỉ chu hơn. Thế và từ đấy thì kiểu như là tạm quên đi cái mảng dân tộc ở trong nhà mình, và có thể là nó nằm sâu ở đâu đó trong con người mình thì tạm quên đi. Và lúc đấy thì bắt đầu vì học piano mà thì mình được học rất là nhiều về âm nhạc cổ điển này, rồi lãng mạn này, rồi là ấn tượng các thứ, những trường phái khác nhau. Thì phải nói là cái trường phái cổ điển và lãng mạn thì đã phải nói là cũng ảnh hưởng rất là sâu sắc đối với Giáng Son. Và lúc đó thì mình mới chợt nhớ ra là mình có cả một cái kho tàng không phải trong người mình mà nhà mình, ông bố mình là ông Hoàng Kiều, của cả một cái kho tàng âm nhạc dân tộc đấy mà mình hoàn toàn không biết gì và mình không biết khai thác ông ấy. Và lúc đấy thì Giáng Son với lại giác ngộ thế. Và lúc đấy quả thực là cái ca khúc đầu tiên mà Giáng Son kết hợp với âm nhạc dân tộc và hiện đại, tức là theo những cái con người của mình ấy, thì đó chính là ca khúc Giấc Mơ Trưa. Thì các bạn thấy là nó rất là
nó rất là giản dị thôi, nó rất nhưng mà mình nghe nó vừa quen nó vừa lạ. Thế nhưng mà nó lại có một cái gì đấy mà nó lại cũng rất là mượt mà, nó rất là thính phòng. Đấy. Cái âm nhạc cổ điển nó ảnh hưởng đến Giang Son không hề ít. Và nó kể cả đến bây giờ bất cứ mình viết ra là nó như là nó trong hơi thở, nó trong máu mình rồi. Và âm nhạc của dân tộc cũng thế, khi mình có chủ định và mình hướng đến mà thì nó cũng thế. Và cũng Giang Son cảm thấy thế thì mình đã quá may mắn, vì là khi mà từ bé mình đã có được những cái điều đấy rồi, mình không phải cố, mình không phải gồng đấy, mà nó tự nhiên như là cái mạch nó chảy ra thì mình đã được hai cái điều đấy. Còn có một điều là mình phải học hỏi để mình nâng, tức là những cái tiết tấu về hiện đại rồi là thì Giang Son là một người trẻ thì cũng rất là thích nhạc nhẹ mà lại còn tham gia một nhóm nhạc nhẹ nữa, thì thành ra những cái tiết tấu của nhạc nhẹ này hoặc là những cái đại khái là thì mình lại mình cũng vẫn được đấy, thế mình lại chất lọc và mình đến thành ra đến lúc sáng tác thì mình lại có được những cái điều đấy. Nó tóm lại là có thể được một cái sản phẩm với mình gọi là mình hài lòng với nó, bởi mình đã hội tụ được nhiều yếu tố trong đó. Đúng rồi. Em nghĩ là không chỉ yếu tố về dân tộc, thính phòng hay là về các cấu trúc âm nhạc hay về các cái tiết tấu hơi thở mới cho vào đó, nhưng mà cái quan trọng là gì, là trong cái đó mình đã có được rất nhiều thứ mà mình bao nhiêu năm mình tu luyện. Đúng. Rồi là cái ảnh hưởng từ gia đình nó nằm ở trong đó. Thì đó là cái kết quả của một cái sản phẩm âm nhạc. Giang Son nghĩ rằng đúng là như bạn nói là bao nhiêu năm tu luyện. Bao nhiêu năm tu luyện đấy. Có thể nói là những năm mười mấy năm trời dòng cứ suốt ngày tập đàn piano, cứ đi học tập đàn piano đại khái là mười mấy năm trời chứ không phải ít đâu. Thành ra là nó cứ ngấm vào mình từ từ, dần dần các qua ngày này, qua bài này, qua bài kia, năm này qua năm kia, và những cái năm tháng tuổi thơ và những cái bài nó cứ ngấm vào mình. Cái cách tiến hành giai điệu ra sao rồi cái đại khái là rồi hòa thanh, tức là nó ngấm vào mình một cách rất là tự nhiên và từ từ. Đấy, thành ra đến lúc khi mà mình sáng tác thì không thể nào không có ảnh hưởng được. Cái hội tụ này không ai làm được. Đó. Không ai có thể có được. Tại vì là mình may mắn là mình được ở cái môi trường đấy, trong gia đình đấy và môi trường đấy, thì là tự nhiên là mình được thế, nó ôm vào. Và đấy. Hội tụ tất cả như đúng vậy. Là như thế. Không thể nào mà có một Giang Son bê phẩy được. Đấy được đúng không? Thế em ở Thuấn em cũng nghiên cứu làm như chị, nhưng chỉ ở một cái mức vực ở đó thôi. Đúng rồi, tại vì là cái hoàn cảnh sống của em nó lại khác của chị. Đấy, đúng là như thế. Thế thành ra bây giờ chị với Xui Tuấn là nếu mà Tuấn có con ấy là phải cho nó đi học về tiên đó. Đấy kiểu đấy thì kiểu thế, cứ cho nó học từ bé đi, nó cứ không ngấm trước thì ngấm sau. Ở đấy đấy cũng là một cái rất hay, và chắc là có khi chị phải cho khán giả nghe một thưởng thức một cái tác phẩm đại diện đi cho những cái ca khúc của chị đi, là cái ca khúc Giấc Mơ Trưa nha. Đấy, chị cho khán giả thưởng thức một chút cái ca khúc này. Rồi Giang Son rất là sẵn lòng. Thank you.
mùa đã quên đi.